Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để đổi bằng lái xe ô tô hạng C ở thành phố Hồ Chí Minh khi hết hạn. Đầu tiên, các bạn cần đến trường trung cấp giao thông tiến bộ tại địa chỉ 111 phường đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thì rất dễ tìm. Từ đường trường chinh của vào đường Tân Sơn Nhì thì chạy khoảng gần 1 km bên trái, các bạn sẽ thấy trường trung cấp giao thông tiến bộ. Các bạn cua vào cổng bên phải là tiệm photocopy gần cổng bảo vệ. Tiếp theo là vào cổng quẹt thẻ giữ xe. Hiện tại hôm nay là ngày 17 tháng 5 2023, giá giữ xe máy là 5.000, các bạn cần chuẩn bị tiền sẵn để đưa trước luôn nha. Ô tô là 20.000, các bạn chạy thẳng vô sân để xe ở giữa sân, sau đó các bạn đi ngược ra cổng bên phải là có phòng tuyển sinh. Các bạn vào trong đây để lấy hồ sơ cấp đổi bằng lái và xuất trình bằng lái hết hạn tại đây, và các bạn cần chuẩn bị 290.000 để đóng phí khám sức khỏe và nâng cấp lại bằng lái xe hết hạn. Sau khi đóng tiền xong, các bạn sẽ nhận được hai tờ giấy, một là phiếu đăng ký đổi giấy phép lái xe, hai là phiếu khám sức khỏe. Các bạn cần điền đầy đủ thông tin trên hai phiếu này và dán hai tấm ảnh 3-4 lên hai phiếu này. Tiếp theo là các bạn đi thẳng vào trong cuối sân bên trái, các bạn sẽ thấy phòng khám sức khỏe. Ở đây các bạn nộp sổ vào gỗ, đợi gọi tên, sau đó vào phòng đo huyết áp và lấy nước tiểu, test mắt các kiểu. Các bạn ra ngoài sân đợi kết quả, sẽ có người ra đọc tên. Và tiếp theo là các bạn đi ngược ra ngoài cổng bảo vệ bên trái tiệm photo. Các bạn cần photo căn cước công dân bằng lái xe hết hạn. Sau đó các bạn đi ngược vô sân bên phải sẽ thấy quầy số 1 nộp hồ sơ. Ở đây các bạn nộp hồ sơ gồm có đơn đăng ký đổi giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe, bản sao căn cước và bản sao bằng lái nộp vào rổ. Các bạn ngồi đợi gọi tên và chuẩn bị 135.000 đóng và lấy số thứ tự. Sau đó các bạn đợi số thứ tự vào phòng chụp ảnh để chụp khuôn mặt của bạn gắn lên bằng lái xe cấp mới. Sau khi chụp xong, các bạn sẽ nhận lấy giấy hẹn. Mình thì làm ngày 17 tháng 5 và giấy hẹn là ngày 23 tháng 5 sẽ trả hồ sơ. Tức là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành thủ tục sau 1 tuần là có kết quả. Và bây giờ các bạn có hình thức lựa chọn là nhận trực tiếp tại quầy thì không tốn phí. Các bạn muốn gửi tới nhà thì các bạn để ý gần nơi tiếp nhận hồ sơ, quầy số 1 sẽ có quầy bưu điện. Các bạn sẽ đăng ký thông tin nhận và phải đưa bằng lái xe cho bên bưu điện giữ. Để khi có bằng, bên Sở Giao thông Vận tải sẽ cắt gốc bằng cũ và sau đó bưu điện sẽ chuyển phát bằng cũ qua bằng mới về tận nơi các bạn sinh sống. Và chắc chắn là một điều các bạn phải chịu một cái phí phụ thu, là với mức phí là 30.000 khi bưu tá giao tới nơi. Đó là toàn bộ quá trình cấp lại bằng hết hạn mình đã làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.